yêu, chị đã quay lại rồi nè. Mấy hôm trước có bạn yêu cầu chị làm về Tân Hạc và Ai Em Hương. Vậy nên hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau khám phá về hai idol này nhé. Nhanh tay like ngay video để bắt đầu nào. Câu 1, đâu là anh Tân Hạc? Hai anh quá giống nhau nên là các bạn không nhận ra đúng không nhỉ? Đây đây, bên này là anh Tân Hạc, còn bên này là anh Duy Văn Phạm nha. Tình đã, tình đã, tình đã phai dấu ngày giờ ở đâu, mình anh đến không? Cơ mà bạn có biết anh Tân Hạc và anh Duy Văn Phạm ai là người tạo ra trend chàng trai của em trên top top không nhỉ? Anh sẽ làm một chàng trai luôn mang vác tương lai cho em. Em sẽ là một cô gái luôn bình an giữa những bụi. Mấy ngày lướt top top cứ liên tục thấy trên chàng trai của em, chỉ tội cho mấy bạn FA phải ăn cơm chóa miễn sập phí. Ha ha, nhưng mà trên này cũng siêu hay mà nhỉ. Bạn đã đu trên này chưa? Anh sẽ làm một chàng trai luôn mang vác tương lai cho em. Em sẽ là một cô gái luôn bình an giữa những bụi. Anh Tân Hạc có tên thật là gì? Có nhiều bạn chỉ biết tên Tân Hạc nhưng lại không biết tên thật của anh ý là Lưu Văn Tân. Nghe họ Lưu cứ lạ lạ các bạn nhỉ? Bạn có biết ai cùng họ Lưu với anh Tân không? Đâu là người yêu của anh Tân Hạc? Chú chóa, hai chị này xinh quá ta, mở em mê thế nhỉ? Nhưng mà người yêu của anh Tân Hạc là chị này nha. Có biết người yêu của anh ý tên gì không nhỉ? Nguyễn Thị Mai Hương, Bùi Thị Quỳnh Hương hay Phan Thị Ngọc Hương? Các bạn chỉ biết người yêu của anh Tân Hạc có TikTok là Ai Em Hương, chứ làm gì có bạn nào biết tên thật của chị ấy là Bùi Thị Quỳnh Hương đúng không nè? Tên đẹp, người cũng đẹp, mở lem mở lem. Nhưng em vẫn mang cho anh cảm giác và xua tan hết trôi vỡ, chờ đợi bao lâu anh không nói ra, nghe trong lòng ôi sao xót xa, vì sao quả tay đôi ta xa quá, biết đâu tình yêu ta mau nhạt nhòa, vẫn nơi đây chỉ còn mỗi anh và người buồn nhắm theo cơn gió. Ờ thế còn chị gái này là ai ta? Người yêu của anh Duy Văn Phạm, chị gái của Ai Em Hương hay là em gái của anh Tân Hạc? Là fan của các anh chị thì mới biết đây chính là người yêu của anh Duy Văn Phạm nha. U là trời, nhìn chị ý cứ cuốn cuốn làm sao ấy nhỉ? Rất giống các tỷ tỷ ở bên Trung Quốc đúng không nào? Câu 7, người yêu của anh Duy Văn Phạm và người yêu của anh Tân Hạc ai nổi tiếng hơn? Kẻ tám lạng, người nửa cân, Hách Liên Tử Nguyệt đang có hơn 1 triệu follower, còn chị Hương thì có hơn 2 triệu follower các bạn nhé. Bạn là fan của chị Hương hay là của chị Nguyệt nào? Câu 8, người yêu cũ của anh Duy Văn Phạm là ai? Chị Đan Phương hay chị Ai Em Hương? Đoán là Ai Em Hương ấy nhỉ? Bậy rồi đó bà. Người yêu cũ của anh Duy Văn Phạm là chị Nguyễn Đan Phương nha. Chị Phương cũng xinh lắm luôn á. Mà đời nào có ai em, mà đời nào có muốn cho phải em, em chưa bao giờ yêu.
ai xinh hơn ta? Bạn thấy ai xinh hơn thì hãy comment xuống phía dưới video nhé, để chị xem các bạn u mê nhan sắc của ai hơn nào. Bình luận xong thì đừng quên like video để qua câu tiếp theo nha. Câu 10, anh Tân Hạc năm nay bao nhiêu tuổi? Chị đố bạn Tân Hạc bằng tuổi với Thảo Ly hay là Nguyễn Thêu của Gãy TV đấy. Bạn vừa phải là fan của Gãy mà lại biết cả năm sinh của anh Tân Hạc thì mới có thể đoán ra. Đáp án là anh Tân Hạc bằng tuổi chị Thảo nha. Còn chị Thảo với anh Tân Hạc sinh năm bao nhiêu thì đố bạn nào biết comment xuống phần bình luận đấy. Câu 11, anh Tân Hạc có quê ở đâu? Có quê tại tỉnh Nghệ An nè. Anh em 37 Nghệ An đâu hết rồi nhỉ? Like video điểm danh nha. Câu 12, ai em Hương còn có biệt danh là gì? Bùi Thị Quỳnh Hương còn được mệnh danh là trà xanh TikTok, bởi theo như nhiều người thấy thì cô nàng chính là người thứ ba trong cuộc tình trước đây của Tân Hạc. Bạn có biết trước đây anh Tân Hạc yêu ai không? Chị Ngọc Matcha hay là chị Ngọc Kem? Bạn có biết trước khi yêu anh Tuấn Anh Villa thì chị Ngọc Matcha chính là người yêu của anh Tân Hạc không nhỉ? Nhưng ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Sau bao tháng ngày thì Ngọc Matcha và Tân Hạc cũng đã chia tay. Nhiều người nói rằng do ai em Hương xuất hiện và chen vào cuộc tình làm người thứ ba nên là Ngọc Matcha với Tân Hạc mới tan rã. Bạn có thấy đúng như vậy không nhỉ? Không. Ơ nhưng mà từ, cái gì đấy? Cái gì trên mặt kìa? Cái gì? Cái gì trên mặt này? Đâu? Ừ, đấy. Sắc đẹp ý. Và theo bạn thì chị Ngọc Matcha với ai em Hương thì ai xinh hơn ta? Bạn thấy ai em Hương xinh hơn thì hãy bình luận ai em Hương xuống phía dưới video. Còn nếu bạn thấy Ngọc Matcha xinh hơn thì hãy like video nhé. Video này đủ 500 lượt thích, chị sẽ tiếp tục làm về Ngọc Matcha nha. Câu 15, anh Tân Hạc thuộc cung hoàng đạo nào? Song Ngư hay Bạch Dương? Anh Tân Hạc là ngày 28 tháng 3 nên là anh ý thuộc cung Bạch Dương đấy. Có bạn nào thuộc cung Bạch Dương không? Bình luận xuống phía dưới video để chị nói lên tính cách của bạn nhé. Câu 16, ai em Hương có quê ở đâu? Hải Phòng hay Hải Dương? À,
Hai em Hương quê ở Hải Phòng là không lòng vòng, một người Nghệ An, một người Hải Phòng, xa quá ta. Không biết khi nào thì ai em Hương và Tân Hạc sẽ tổ chức đám cưới nhỉ? Anh sẽ làm, anh sẽ làm, anh sẽ làm một chàng trai luôn mang vác tương lai cho em. Em sẽ là một cô gái luôn bình an giữa những bộn bề. Mà theo bạn tiên tri thì cặp đôi Tân Hạc, ai em Hương và Duy Văn Phạm, Hắc Liên Tử Nguyệt, cặp đôi nào sẽ tổ chức đám cưới trước? Bạn đoán cặp đôi nào sẽ cưới trước thì hãy comment xuống phía dưới video nhé. Để xem ai sẽ là nhà tiên tri đúng nhất nào. Bình luận xong thì đừng quên like video và subscribe kênh để qua câu hỏi tiếp theo nha. Anh sẽ là một chàng trai luôn mong muốn tương lai cho em. Em sẽ là một cô gái luôn bình an giữa những bộn bề. Câu 18, Tân Hạc và Duy Văn Phạm, ai đu trên chàng trai của em đỉnh hơn? U là chơi, người tạo ra trend thì tất nhiên là đu đỉnh hơn chứ còn gì nữa. Bạn thấy anh Duy Văn Phạm và chị Tử Nguyệt đu trend đỉnh chưa nè? Siêu mê nha! Anh sẽ làm, anh sẽ làm, anh sẽ làm một chàng trai luôn mang vác tương lai cho em. Em sẽ là một cô gái luôn bình an giữa những bộn bề. Câu 19, chị ai em Hương đang đu trend nào ấy nhỉ? Nhạc 1. Siêu siêu dễ, bạn nào mà không trả lời được là nhạc 3, Polly Polly thì bạn không phải là chiến thần đu trend của Top Top rồi. Câu 20, chị Hương đang đu trend cùng ai ấy nhỉ? Đang đu trend cùng ai thì bình luận xuống phía dưới video nhé. Và đừng quên like video cũng như subscribe kênh để đón xem những video tiếp theo nha. Anh sẽ làm, anh sẽ làm, anh sẽ làm một chàng trai luôn mang vác tương lai cho em. Em sẽ là một cô gái luôn bình an giữa những bộn bề. Bóng đá thì ok, đi ra đập đá thì hơi khê. Cái gây thằng chí mà hết biến thái thì lại lướt trên mặt nước tao như con sóng, chân của tao còn dẻo khi này thịt của tao đang phồng. Em muốn chia tay á, tất cả đứng im. Nghe xong câu đó tự nhiên anh đứng tim. Anh xin em mà đừng có gạt anh nha. Yeah, thế anh hơi bị khủng, gia đình đẹp vì là thầy giáo anh là lộc phụ hồ, cha đỡ đầu là phúc bích ô. Xe Lambo anh không cần độ bảo vệ, trước nhà có no no, no, no.